Hồng nhan thì bạc phận, cô gái xinh đẹp bỗng chốc như đứa trẻ lên ba khi hôn nhân đổ vỡ. Từng là trụ cột lo cho cả gia đình, không ai ngờ Emmy lại đánh mất cả thanh xuân của người con gái, phải làm mẹ đơn thân với tâm trí không ổn định, và giờ đây trở thành gánh nặng khi phải dựa vào sự chăm sóc từ mẹ ruột. Giỏi không? Chồng nó làm có tiền mà chồng nó rút tiền lấy thẻ ngân hàng của nó đó, rút lấy hết trơn, bên chồng nó rút lấy tiền của nó hết trơn. Nó về đây đó, trơ trọi mình ơn, không có tiền bạc hết trơn, nuôi con đâu có mấy tháng trời, con nó bệnh nó đâu có tiền đâu gửi. Không biết trong quá khứ em có bị cú sốc tâm lý nào hay không mà giờ lại nửa mê nửa tỉnh. Khi thì nấu năng bình thường, lúc thì như người vô hồn với những cử chỉ rất kỳ lạ, và dường như em đang lo sợ một điều gì đó. Dứt chưa, chút lát nó vô buồn, nó sợ quá, sợ chạy vô buồn trốn chồng. Trời ơi. Tới giờ là nó sợ, nó chạy vô buồn, nó trốn. Còn mấy là tới nó la suốt ngày vậy đó. Nó la sùm, nó kêu đứa này đứa kia, em út nó trong nhà luôn. Mà nó không biết tên, mà nó cứ kêu đại vậy. Không sao đâu, ngồi đây nè. Em đâu có làm gì đâu. Sao đâu, nè ngồi xuống đi. Mẹ đừng có làm gì con hết trơn, con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi, bình tĩnh nè, không có gì hết nè. Ngồi đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Bây giờ đúng rồi. Ngồi đây. Dạ, mến chào quý vị nha. Thì hôm nay được một em hàng xóm chỉ mình đến đây về hoàn cảnh của em gái này. Thì tên My. Tên My thì không biết là em bị căn bệnh gì từ đó tới giờ, là những kiểu giống như là em nửa mê nửa tỉnh hả chị? Dạ. Dạ. Thì nãy giờ em cũng chưa biết là chị tên gì chị? Tên Dung. Chị Dung, chị năm nay chắc lớn tuổi chưa? 45 tuổi. Dạ. Em gái này là con gái lớn của chị hả? Con gái thứ hai. Dạ, chị được tổng cộng là bao nhiêu đứa lần? Tại vì em có dàn con trước, dàn con này là dàn con trước ở ngoài Đồng Nai á. Dạ. Là hai đứa này ba nó bỏ lúc mà sinh nó trong tháng đó. Ba nó bỏ về ở lại mới có thằng thứ ba, thằng em của nó. Xong xuôi rồi cái bỏ nữa. Rồi làm đi làm kiếm tiền lúa rồi sinh thằng thứ ba. Sau này lập gia đình có ba thằng sau này nữa. Ừ, như vậy là bé này là con riêng của chị. Con riêng. Dạ. Trên ông kia chỉ là ba ghẻ thôi. Dạ dạ em hiểu rồi. Giống như cái người chồng hiện tại là ba ghẻ thôi. Vậy là tổng cộng chỉ 4 đứa. Và này là cháu ngoại. Này là cháu ngoại, còn đứa nó 4 tuổi con của nó nữa. Ừ. Bên chồng nó bắt nuôi rồi. Em chắc nói chuyện với em gái này được ha, để em hỏi chút xíu ha. Anh hỏi đi. Rồi anh chào em ha. Dạ. Em có thể cho anh biết tên tuổi của em được không? Em tên My. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em nay em 23 tuổi. Chị bắt quạt nha chị, để hơi nó ồn ha. 23 tuổi ha. Rồi em được bao nhiêu người con? Dạ một. Rõ ràng là bé không nhớ rồi. Giống như là nếu mà chị hồi xưa á chị, là bé nó kết hôn hồi lúc nào vậy, mà mình tại sao xảy ra tình trạng bệnh như thế này? Hồi trước á, nó kết hôn mà tại vì nó quen ở đâu nên trả nó chồng nó, chồng ở đâu, chồng bé này ở đâu? Hồi trước á, nó có chồng kia người Đài Loan, mà cái người ta biểu nó học tiếng, rồi nó không học tiếng nó trốn, nó theo thằng đó. Thế hôm đó nó dắt bà ngoại đó xuống đây nói với ngoại nè, ngoại mình bệnh á. Nói với ngoại bệnh á, đám nói nó. Để bà trên chỗ người ta kêu xe xuống, người ta nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó xong xuôi cái hai đứa nó ưng. Chứ mình đâu có chịu đâu. Đây mình đây chừng hưởng không có biết gì hết trơn á. Vậy là em gái này có được hai đứa con. Ừ, mà không có đám cưới gì hết trơn á. Có đăng ký kết hôn gì không chị? Không luôn. Bé kia là 4 tuổi rồi hả? Ừ. Hiện tại là đang sống với cha. Nó đang sống với bên nội nó, với ba nó. Còn bé này mấy tháng rồi chị? Bé này nó được gần 2 tuổi, mà tới Tết này nữa mới được 2 tuổi rồi. Một mình chị bây giờ nuôi 4 đứa con với một đứa cháu ngoại nữa. Ừ, ta lớn dạ. Tổng cộng là 5 đứa. 5 đứa. Còn thằng thứ ba nữa, thằng thứ ba giờ nó cũng về đây nữa, nó đi bán vé số. Mà cái nó bán nuôi thằng nó không à. Là cái người kia là đang bán vé số. Ừ, nó đi bán số. Ừ, còn em trai nãy là người con. Ừ, con của đây luôn. Vậy là chị 5 đứa con. Ừ. Một cháu. Ừ. Hai chồng. Hai chồng mà không có làm gì cho đi xịt, đi là ảnh đi làm thuốc á, bên đông y nè. Ừ. Anh làm thuốc đúng là ai kêu làm từ thiện cho người ta, giúp cho người ta vậy đó. À, em thấy cái bảng hội đông y là anh là lương y hay gì chị? Dạ. Ảnh đâu để nhìn bảng anh là gì? Trình độ chuyên môn kỹ thuật viên chăm cứu, và giống như là anh có một cái anh hồi xưa là anh có đi học chăm cứu này kia đó hả? Dạ. Giống như là bây giờ liên quan tới thuốc nam đồ phải không? Ừ.
bởi vì đang nấu thuốc nam giờ đang bệnh nhất nè, đang nấu thuốc nam với uống không có thuốc là đi không có nổi. Dạ, tình trạng bé này nó bị nãy chị nói là bị khoảng bao lâu rồi chị? Nó bạn nó bị trước đây là mấy bạn nó xuống kể lại rồi đêm qua nó bạn nó xuống nó thăm nó đó là kể là mua tấm niệm này cho nó nằm nè. Mấy bạn nó kể lại cho nó đó là nói nó bị trước đâu mấy tháng trước mà ở đây đâu có biết đâu, chồng nó làm có tiền mà chồng nó rút tiền lấy thẻ ngân hàng của nó đó, rút lấy hết trơn, bên chồng nó rút lấy tiền của nó hết trơn, nó về đây đó trơ trọi mình ơn không có tiền bạc cái chân nuôi con đâu có mấy tháng trời, con nó bệnh nó đâu có tiền đâu gửi, làm thể nó bị cái đó nên nó bận loạn tâm thần của nó. Đến trước hai chồng đi làm ở đâu chị? Ở ngoài Bình Dương á. Là hai đứa chung sống ở ngoài đó hả? Ở ngoài sau rồi bị qua khỏi dịch bệnh nó ở ngoài rồi cái nhỏ này cái nó thôi. Mà chị có biết nguyên nhân sao hai đứa nó không sống chung được? Nghe người ta kể lại mấy nó kể lại cho mấy bạn nó đi mặn mấy bạn nó nói á là con bé này nè. Nó nhốt hai đứa con của nó trong nhà trọ. Rồi nó quánh con này, nó bóp cổ con này mới thôi, nó quánh nó giết nó này chết. Giống như cái này nó mới thôi. Giống như người chồng có những cái tác động không bạo hành. Ừ. Rồi cái nó mà không chịu nổi nữa nó mới thôi. Nó nói là nó thù, nó không có coi, nó không có sống như nữa, nó bỏ hàng việc mà sao chuyến này. Nó lại nó nhớ con, nó đi thăm con, nó trị hết rồi, mới trị 1 tháng vừa hết rồi, hết bệnh rồi. Đi lên trở nó về bị nữa, đi bị lợn nữa. Bên chồng nó Tây Ninh á. À quê chồng là ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh á, đi bên chồng về thăm chồng cái bị nữa thăm con. Thăm con cái bị nữa. Chị có nghĩ là em gái này nó bị sốc tâm lý không? Chắc có lẽ như vậy. Mình nghĩ có lẽ vậy với lại có bị cái kia nữa. Bị hại nữa. Mi ơi, bây giờ anh hỏi xíu ha. Em có cái gì đó ấm ức hay là sao mà em trở thành con người khác vậy? Em nó sống của mình đó, nó với bạn bè không mà cho nên không biết. Em có cái gì khó nói không? Em trải lòng ra được không? Dạ không có. Em có nhớ mà những việc trước đây không? Những việc trước đây á, em nếu như là xưa em chung sống với chồng em rồi hay là chồng làm ở Bình Dương rồi đó, em có nhớ không? Dạ có cái nhớ một cái không? Em nghe là em nhớ về em nghe em kể cho anh nghe được. Nhớ rồi kể cho anh nghe được không? Chồng bé cũng bệnh nhớ. Hồi trước nó quạt bác nó nói chuyện dữ lắm anh. Mà sao bây giờ? Rồi. Hồi trước dịch bệnh nó nghe nó ra nó hù và mừng nó nữa mà. Nó ra nó giỡn nó hù quá mới đi cua lồn của sao nó hù người ta đi dịch bệnh ta cấm chốt trước á. Tại cái chốt dịch bệnh không có thuốc uống ngừa nè. Dướng này về đây nó về đây nó. Về đây nó thằng nó làm chồng nó làm biến dữ lắm. Nó không có chịu phụ tiếp gì chứ chồng của nó. Thằng mình nên con nhỏ này đi mặn nuôi không á. Dạ bé ra cho mấy đứa nó giữ đi chị. Không, nãy đứa này giữ không được. Ừ, nãy có anh đâu? Anh cha thằng cậu nó giữ. Ừ, đưa cậu giữ giùm đi. Hên ơi, giữ cháu giùm mẹ, Hên chụm nào thuốc giùm mẹ cái Hên. Đây, mấy đứa con ha, trai này có đi học không? Có, hai đứa đang đi học á. Thằng kia học lớp 7, nó nghỉ rồi. Ừ. Con lớp mấy? Con học lớp mấy? Lớp 4. Nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. À, nè anh hay là em? Anh. Rồi này em hả? Em còn học lớp mấy rồi? Học lớp 1. Mới vô lớp 1. Mấy tuổi rồi? Con 4. 4. Vậy 4 tuổi sao học lớp 1 không? Ông là 6 tuổi rồi chứ. 6 tuổi rồi nó lộn. Nghĩ rồi lo không gài quên không nhớ. Lo. Hai đứa vậy nó không sống chung mà chồng có chu cấp hay là phụ hộ gì? Chú ơi, nó làm rồi rút tiền của nó xài nữa. Rút tiền nó làm vô cái thẻ đó. Rồi bên chồng nó rút tiền của nó xài nghe nhỏ bạn nó xuống mà vừa đêm qua nó kể nhỏ ở thành phố á ba đứa bạn xuống thăm cho sữa kìa hay mình để sữa kìa bạn của nó mua đó. Vậy là hồi tối là có bạn xuống thăm hả? Hôm kia xuống nó thăm lên gãy cái thanh ngang nhà kìa. Sao nó lên cái nhà gãy thanh ngang. Ủa, ba thằng thanh niên hai nhỏ con gái bạn của nó sống tại vì nó nói mày ơi mày gắn mạnh đi về thành phố ở với tao. Nó nhỏ này năm nào cũng ăn Tết ở ngoài với nó. Mà 2 năm trước nó ngoài ăn Tết với mấy đứa này ngoài. Ừ. Mà năm nay nó bệnh vậy nó nằm ở đây. Nên mấy đứa kia nó mày gán hết bệnh rồi mày ra ngoài mày ăn Tết với tao. Mà nhỏ này nó nằm ở đây rồi đi đâu nữa đi. Em có nhớ những người bạn hôm bữa đi thăm em không? Dạ có. À, em có thể em kể tên hết không? Dạ. Môn với lại Khánh với lại Bin. 5 người rồi đó, mới 3 người à? 3 người thanh niên rồi.
ba người thanh niên nữa con. Lúc trước là em làm ở Bình Dương á, là em làm công việc gì vậy mày? Em nhớ không? Lúc trước em sống ở Bình Dương á, là em làm công việc gì? Trước nó bán nhà hàng. Giờ nó không có nhớ, anh hỏi nó không có nhớ, nó chỉ nhớ tên, người ta thăm nó nhớ tên. Nó nhớ tên, mấy thằng đó trong điện thoại nó cho nên nó nhớ tên. Thằng đó xuống hỏi anh mua điện thoại cho em đâu mà sao anh điện em hoài, em không nghe. Thằng lúc nó phát bệnh thằng đó cũng lo cho nó. Mà cái thằng bạn nó sau này á, nó nói là My phát bệnh, đòi đi đưa nhỏ này đi Trà Vinh, kêu mình đi theo mà mất con cháu ngoại vậy rồi mình bệnh chân nhất nữa đâu có đi nổi theo mà lo cho Vinh con. Gì chị? Biểu lo cho con nhỏ này. Mà ở dưới đó người ta nói cái bệnh này người ta không có làm được. Con nhỏ đó nó nói ở dưới con á, bệnh này nào không làm được, mình như làm thuốc giống như ba của nó đây nè. Ta chỉ biết làm thuốc nam thôi hà, với lại bên đông y được làm một đồ thôi. Chứ người ta không có làm những cái vụ này. Tức là em đi đây là chị có đưa em gái đi điều trị ở đâu không chị? Có đi, người ta đưa đi tùm lum hết trơn á, dạ. Đi xuống mũi đeo vậy dưới này, dưới ở dưới đó như gì bột? Dưới đó đó chị cho nó rồi, dưới đó nó không, nó làm dữ quá. Nó la, nó hét xì bêm cột rồi hai căng hai tay hai chân ra nó mới ngủ được. Mấy nó thức một tháng rưỡi luôn anh tin không? Thức một nó đứng dây cùng nó tháo dây ra được luôn á. Cột hai cho hai giờ nó luôn, em cột hai chân luôn đó. Không tin hồn hỏm nó quay mấy đứa cháu đó, nó quay nó gửi ra ngoài. Mấy bạn mới thấy sốt, mấy bạn mới đi bao xe về đây á. À nhưng mà bao xe về thăm bé My nè. Cái lúc mà đang ngồi như vậy là bình thường đúng không? Ừ. Nhưng mà buổi tối thì em ấy có cái biểu hiện gì lạ không? Chiều là nó giấc trưa chút lát nó vô buồn nó sợ quá, sợ chạy vô buồn trốn chổng. Trời ơi. Tới giờ là nó sợ nó chạy vô buồn nó trốn. Còn mấy là tới nó la suốt ngày vậy đó. Nó la sùm nó kêu đứa này đứa kia em út nó trong nhà luôn. Mà nó không biết tên mà nó cứ kêu đại vậy đó. Mà bây giờ là chưa có phát, khoảng chưa nó bị hả? Chưa cái nó bị rồi, cái xế chiều cái nó bị lại nữa. Khoảng mấy giờ mới lên cơn? Khoảng chừng 1 2 giờ. 11 12 giờ không chừng. Là giấc trưa là cũng bị luôn hả? Giấc trưa vậy nó bị á. Trưa vậy nó bị. Bây giờ nó bình thường nè. Ừ. Một hồi là sẽ một hồi liền không? Thấy khác liền, con mắt nó đỏ ao à, khác lại liền. Hai con mắt nó đỏ lên rồi bừng bừng lên là nó mắt đỏ luôn hả? Mắt nó đỏ luôn á. My ơi, em có thể em nói là nãy mẹ em nói là trong những lúc đó em nói em sợ là em sợ điều gì vậy? Dạ. Em nói em sợ là em sợ cái gì? Em đâu có sợ gì đâu. Không có nhớ. Là khi mà em ấy biểu hiện lên là thấy có đáng sợ không chị? Sợ thì mình cũng sợ, mình làm mẹ mà mình không có sợ gì hết á. Nhưng con làm vậy thì mình năn nỉ nó này kia nọ. Bả kia người ta làm người ta nói nó cứ năn nỉ nó nghe lời. Còn lúc mà nó phát bệnh lên nó nghe. Cái nhà của ngoại nó bệnh á, mà đạp dính vách luôn á, đạp văng vách luôn á, 4-5 người can mà đạp dính vách luôn á. Mạnh dữ à? Hồi lúc trước á, là giờ nó không hiền lại rồi đỡ rồi nè. Hồi lúc trước đạp tôi dính vách luôn á. Đạp mẹ dùng nó mới tỉnh lại nè. Khoảng chừng 3-4 ngày nay là bà làm nó tắm gội cho nó tỉnh lại. Tức là ngày hôm qua là em ấy có lên cơn không? Có chạy vô buồn với đi bán cá gì. Nó con ở nhà hung nó rồi thương nó. Nó mà con ở nhà đi mẹ đút cho con, mẹ mua bánh canh về chút mẹ đút con ăn. Không đút nó tự nó múc ăn gung ăn rớt lên rớt xuống vậy đó. Ăn được có vài đũa à. Dạ. Ăn không được. Cái này chị có đi đến bệnh viện gọi là bệnh viện thần kinh đó mình khám thử rồi chị? Có Út nó chở nó đi vào bệnh viện ở ngoài Đồng Nai rồi. Dạ vô bệnh viện Trung ương tâm bên tâm thần Trung ương á ha. Đòi đưa nó vô bệnh viện đó mà Út nó đòi nó nhập viện 3 triệu. Mà nó nhập viện á, người ta ở đây người ta nói thì không có tốn tiền mà Út nó nói tớ ai nó không tốn tiền. Đã nó mười mấy triệu tôi ở ngoài tôi lo cho nó mười mấy triệu rồi nè. Giờ hết tiền rồi chị ba anh chị nói chuyển nó về đây thì chuyển nó về đây đi. Rồi cái vợ nhỏ Út nó không có lo nữa, nó lo cho con nó nữa. Nó mặn nó phải lo cho tại con nó nữa. Lên đó là mình ta kêu mình nhập viện ha. Ông kêu người ta biểu mình làm giấy nhập viện cho nó. Mà mình ở dưới này mình biết Út nó làm, con nhỏ nó em nó biết chữ, mình không có biết chữ. Rồi nó biết chữ nó nói
cái vô trong kia nó nói Út ơi không được Út ơi, ở trong đây mấy đứa này nó bư vào quá trời rồi, đưa em này nó hiền rồi, đưa vô chổng rồi nó quánh con này chết à. Đúng rồi, tại vì nó cấu xé con này, tại vì vào trong đó thì sẽ có những người ta tỉnh, có những người ta bệnh nặng á, người ta sẽ không có kiểm soát được. Mình không có chăm sóc kỹ giống như ở nhà. Dạ bởi vậy nó thôi để em đem nó về quê cho chị đi. Nó nói thôi đem về quê có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo. Ba nó nói thì ở đây ba thương con gái, ba lo khả năng ba lo tới đâu. Ông ba Dượng nói khả năng ba lo tới đâu hay tới đó, chứ bây giờ ba không biết làm sao nữa. Mi ơi con bình tĩnh lại đi, ai chỉ đồ này đồ kia đồ, đi xa thì mình đi không có được. Yeah. Cái chân nó nhức, con nhờ cô uống thuốc nam không gầy cắt ba cây đứt mẹ cho thấy cây ba cây cỏ thuốc nam á bị bệnh nhất nè, rồi cái đi chiều tính chiều nay đi chích thuốc nè, hai bữa nay chăm cho nó đó, rồi cái nhức cái chân nhức trở lại. Sáng nay để thâu cá ngoài bà nhà bà Mừ bán chứ đâu có bưng đi nổi. Tính ra là anh trai Dượng tốt dữ ạ. À. Không nói bà thương con lắm à. Nói à, thương lắm, nói anh ở nhà thương thì thương nó dữ lắm. Nói con gắng hết bệnh ông phụ tiếp mẹ, chứ mẹ con gục ngã rồi ba làm sao? Mấy đứa em mà sao ba lo nổi? Có khi nào theo em nghĩ thế này, theo em nghĩ là trong cái thời gian mà chung sống với chồng, em nghĩ là giữa hai đứa nó cự cãi hay đó, rồi nó bị áp lực quá, nó kiểu nó bị tâm lý á chị. Chợ nó sống ở trên Đồng Nai mình không có biết. Dạ. Yeah. Tại vì hai đứa nó dắt nhau lên, nó hồi lúc trước nó nói mẹ con về sống với mẹ được không, ngoại chồng không có ưa con, ngoại chồng của nó không ưa nó. À, có nghĩa là sống bên chồng trên Đồng Nai hả? Ở trên Tây Ninh á. À, Tây Ninh á hả? Nó nói bà ngoại mới sanh con bé đó mới nãy đó, có được trong tháng mà bà đuổi con này đi, bà ngoại chồng á đuổi cuốn quần cuốn áo đi, con này mới bỏ con lại cho thằng chồng, mới cuốn quần áo đi làm liền luôn, trong tháng nhỏ đi làm luôn. Trời ơi đứt ruột vậy. Rồi nhỏ đi làm. Đứa bé ai giữ? Nó bỏ, nó bảo kêu nó về nhà mày kiếm 30 triệu mày về đây mày tao đưa con gái mày lại cho mày nuôi. Bà nói vậy đó, bà ngoại chồng của nó. Rồi chồng nó nhắn tin cho nó nói em đừng có lên bà ngoại kiếm anh. Ừ. Từ đây sắp lên em đừng có lên bà ngoại kiếm anh, chừng nào em có lên đây thì em cho anh hay, chứ đừng lên bà ngoại kiếm anh nữa. Từ lúc bệnh tới giờ chồng có gì về đây thăm không vậy? Không, là có gọi điện nhắn tin. Nhắn tin trong Facebook thôi. Là nhắn tin với ở em ở trong điện thoại. Ừ, điện thoại nó đây nè. Em còn liên lạc với chồng không? Không, nó không biết gì nữa hết á. Ừ. Chồng có hay gọi điện hỏi thăm em không? Đờ không biết gì, đúng rồi đó. Nó mai nó tỉnh không biết nhá. Con em tên gì em biết không? Con gái á? Dạ biết. À, con em tên gì? Tên Su. Su. Và bé lớn? Bé lớn tên gì? Thằng lớn. Thằng lớn tên Bo. Nhớ em nhớ con không? Dạ có. Con muốn đi thăm con không? Cho đi thăm cái nó bị lại nữa. Đi thăm nó được không? Chị hết rồi đi là thăm bị lại. Trước đi là tự em gái này đi. Ừ. Đi mình hả? Đi với mấy đi có mình em nữa. Đi xong mà 2-3 bữa nó mới về. Rồi về cái về cái bị luôn. Trở nặng lúc trước là từng bị rồi nhưng mà chị hết rồi. Ừ. Là lúc trước mình chị bằng cái gì chị? Chị ở trên bệnh viện chảnh á. Bệnh viện nào chị? Bệnh viện tâm thần chảnh á. Bên trên Đồng Nai ha. Ờ, trên Đồng Nai. À, có nghĩa là trong khoảng thời gian trước là có chị một lần rồi, đã hết rồi. Ừ. Rồi sau khi về đi thăm con thì lại bị nữa. Bị này nữa tháng rưỡi rồi nè. Này nó tháng rưỡi rồi, nằm tháng rưỡi này. À, em chị mặc tả cho nó không á? Mặc tả hả chị? Nó đái không có biết. Lúc nó phát bệnh lên nó đái, nó đái nó cũng kêu được mà mình phải mặc tả để nó đái bất ngờ. Vậy chân nhất á đâu có giặt nổi cho nó đâu. Mấy chiếc chiếu mới giặt còn phơi ngoài, anh vô thấy chiếu mền còn phơi ngoài. Nó đái đó. Tức là bây giờ vệ sinh cá nhân đều là phải trông chờ vào chị hả? Ừ. Nó ăn uống này cái nọ mình cũng lo cho nó ăn. Có sữa thì tự uống được. Dạ. Sữa thì tự uống được, mình bắt đút, không đút nó không ăn được, nó gớt, ăn gớt khiến nó trần, đút chị, miệng không được. Chị nhà chị làm nội trợ hay gì chị? Ở trong nhà thì cơm nước cho cha con nó, với mấy đứa con đi học. Dạ. Hai đứa con đi học, với thằng trai đó nó phụ tiếp, đó, thằng trai lớn nãy đó nó phụ nãy, tiếp. Em trai nãy có đi có làm gì không? Không, nó ở không nhà, làm gì cũng không đi học luôn. Nó nghỉ học 5-7 tới giờ rồi, thì rồi đi học. Cái đứa mà đi bán vé số là có sống chung chị không? Không, nó không có sống chung, nó chỉ đưa chị nó dễ dục đây nè. Rồi, cái người con đó của chị hiện giờ sống ở đâu? Nó ở đây mà nó đi bán, nó chiều nó về nó ngủ bên phòng của ông ngoại nó. Tối nó về ngủ phòng ngoại nó. Có hộ hợ gì chị không? Không. Rồi anh, vậy là anh chỉ đi bắt cá thôi.
Là mình ấy gì là một ngày mình bán, mình kiếm tiền hay là mình lấy cái đó mình ăn luôn? Lấy cái đó mình mua thuốc hút, mua đồ ăn ở trong nhà nè. Là ngày nào cũng đi hả? Ngày nào cũng đi, có bữa nhất quá đi không, một bữa nó mấy cái nhỏ này nó phát bệnh từ ấy giờ mới có đi lợi xịt hai bữa nay à. Nắng mấy rưỡi nay không có đi xịt được, mới đi xịt cũng qua chứ ngày nay à. Thường anh đi là mấy giờ mới về vậy? Khoảng chừng 1-2 giờ mới về. Tới đó mới về, khi có cá mới về sớm, còn không có cá thì về trễ vậy đó. Em gái này có hay đi đâu không? Hay là chỉ suốt ngày trong nhà thôi? Mới rồi bị bệnh tới giờ nó ở trong nhà bị trị cho nó. Có hay đi ra trước đi một vòng đâu không? Không. Nó đi xuống đi tiểu, dắt nó đi xuống đi, nó mẹ con mất tiểu, dắt đi tiểu, đi cầu này kia nữa. Dắt đi xuống đi cầu đi. Cây cầu trên nhà sao người ta nhà nước cho cây cầu sao hè này. Yeah. Hai vợ chồng tự xây sao hè này. Tội nghiệp quá ha, bệnh lạ quá, bệnh nói chung thấy sức khỏe vẫn có đó, có cái kiểu như giống như là tinh thần không có kiểu nó chống học, không có suy nghĩ được gì nữa. Ừ, rồi không có nó mẹ bệnh mẹ ghen hi chứ con cũng mẹ ăn sao vậy mẹ nhất hả mẹ. Nói hỏi vậy thôi rồi cũng lợi nằm im ru đó rồi. Lơ nhìn lơ giống như là không hồn vậy đó. Ừ, người ra như là người cõi trên vậy đó. Ý ra như là mình không biết gì hết trơn. Chắc tối đồ thấy ngủ được không chị? Nó ngờ không gài em chân châu thằng cho nó uống với uống thuốc, nó thuốc hồi nãy đó. Cho nó uống đó rồi ngủ được. Ừ. Cho người ta biểu cho uống thuốc đó, bệnh viện gửi về đó. Mấy đứa nó mua đó, nó nói nó trước nó uống thuốc này nó ngủ được mà sao mấy ngày nay nó uống này nó không có ngủ. Dạ. Nó thức không mà nó chạy vô buồng nó sợ. Cái hôm qua bán cá, mẹ nằm xuống đây mà ôm con đi. Làm như là con mắt nó đỏ lên, cái nó đừ chạy vô buồng quầy. Con ở trong buồng hôi, nó gắn gít không trong buồng con ơi. Tại đồ của mấy đứa nhỏ này để trong đó. Nó mặc lôi ra lấy vô hoài. Như chân nhất rồi đâu có dọn dẹp nổi đâu. Cái mới nói con đừng có vô buồng chống gắn không à. Nó cắn con à. Tức là bây giờ mấy còn tỉnh à. Nếu như mà cái lúc mà biểu hiện không bình thường là con hai mắt đỏ nhìn chắc đáng sợ lắm. À, mắt nó đỏ lên. Nó đỏ lên cái nó nóng bừng bừng nó mệt. Nó chạy vô buồng nó nằm nó con sợ quá sợ. Rồi lúc mà nó phát bệnh á, mẹ đừng có đánh con, đừng đánh con đứt đuôi hết trơn à. Nó nổ đường đứt đầu đứt đuôi hết trơn rồi kỳ vậy mẹ. Dạ. Mẹ làm cái gì trên người con? Mẹ làm gì? Mà chỉ có làm gì không? Đó xin thì bà kia bà tắm gội cho nó, bà đưa thuốc cho uống cái phép của bà đó. Uống mấy ngày tỉnh nè. Nó mới tỉnh lại nè. Ừ. Chứ mấy bữa trước nó quậy không, em chói hai tay hai chân mới chịu ngủ, không mấy không chịu ngủ. À, mấy chị mở quà chị để thấy được đổ mồ hôi. Là rồi cái người em... kia ở đâu chị? Cái người tắm rửa đó. Bà nói cũng như bà nói cái căn bệnh của nó là không có nói được. Dạ. Bà làm phước, bà cũng làm phước cho nó. Là người ta đi lại đây luôn? Không, bà đi vô bà thăm nó, bà bán rau cải nè, bà thăm nó rồi xong bà nói trước bà cũng bị giống như nó vậy đó. Rồi bà làm bà bị người ta làm cho bà, ta hại bà. Rồi bà cũng ngẩn ngơ ngơ vậy đó. Rồi bà thấy con bé này, bà tội nghiệp, bà nói dắt xuống bà đi, bà tắm gội cho. Mà mấy sao bà nó biết bà làm rồi, bà nói tao quên trình cái kiến họ của nó. Cho nên quậy tao quá trời. Rồi bữa nay bà không lại nữa. Bà đi bán, bà cũng ghé bà thăm nó, mà bữa nào bà cũng ghé thăm mà. Là bà ở gần đây ha. Bà ở dưới chợ mình nè. À, bà hàng ngày là đi bán rau. Ở dưới nhà thờ bà bán rau cải này kia nọ, bán đồ hàng bông, đồ phai bọng này kia nọ. Ừ. Bà làm cho tắm gọi cho con bé này xong, bà nói đừng có nói ai hết, không hết gì. Cũng đừng có nói, tại vì con bé này nó bệnh giống bà nói trước á. Tại nó cũng có cái gen giống bà ngoại hồi trước á, bà ngoại nó cũng bị bệnh vậy. Chân châu thằng bà uống từ từ, đi rất là nhiều thầy, nhưng mà mẹ không có hết. Nhưng từ từ cái sao mà chân châu thằng từ từ mẹ uống mẹ hết. Là bà già bệnh, giờ bà chết rồi. Yeah. Bà chết hồi lúc dịch bệnh đó. Trước dịch bệnh chút. Rồi vài bữa nữa má chết là xong, vài bữa dịch bệnh tới bùng phát luôn. Yeah. Là bà ngoại nó bị bệnh hồi trước nha. Cũng đây, động tâm thần á. Dạ, yeah, ở đây là chỗ chị ở đây giống như là anh chị em bà con đây đông không chị? Ở chùm sớm đây vòng vòng ở đây cũng ít chứ xa không anh ơi. Dưới đây ở đường với đồng mấy người này là bà Mừ đồ ở gần đây, Mừ quán cơm là mợ Mừ. Tại bé My này nè mà tỉnh phụ chị nấu cơm hay làm việc nhà cũng đã ha. Nó không có làm gì được cho nó ăn mình tự ăn được không? Không, mình cũng phải mất đút nó nữa. Trời nó không ăn được. Ăn cũng phải đút nữa hả? Nó gớt lên gớt xuống nó không có mình nó không chịu ăn. Tay chân còn dở lên được không em?
tay chân bình thường đúng không? Đâu tâm giả tay kia lên đây. Được mà nó ăn nó gung nó gớt hết trơn, nó không ăn. Không ăn hả? Ừ, vậy nó không chịu. Ừ. Thì sáng giờ ăn chưa? Đút hết tô bánh canh rồi. Ăn tô bánh canh nuôi á. Ăn chắc ăn bánh cá chắc cũng 8-9 giờ vậy. Ừ, chắc chưa 9... chừng nào ăn nữa. Chút nó đói bụng nè, nãy giờ làm được ăn chút à. Rồi chưa có mua đỡ mà cái heo của chị ba vô bên đây. Bạn ơi, bà kêu thôi em tiếp chị đi rồi mua chút nữa sắt cho nó ăn dạ. Với lại cái cơm nè nấu nè, nó nãy giờ nó đói bụng à, rồi. Không ấy. Đi rồi, đi rồi. Ê, nó, em hỏi đi rồi xuống đi phụ mẹ kìa. Đây cho đi xuống thử rồi chị. Đi xuống thử được không nha? À đây đây, ngồi đây đây, mẹ lấy tấm thớt cái heo lên sắt. À là làm ở đây ha. Sắt rồi bỏ vậy. Biết làm không? Nè biết làm đoạn không? Dạ biết. Rồi hôm nay làm thử nha, làm thử anh xem như thế nào nha. Nha. Làm thử nha. Làm thử phụ mẹ ơi. Không có nói làm được chứ, em nghĩ không biết có làm được hay không. Cho nó qua nó giặt đầu tiếp em, mà xuống dưới nó cầm cái áo, nó dò cái sạch đâu. Biết giặt đồ không? Qua nó phụ tiếp đó. Mà nó làm được là vụ gì đó. Không kìa, chị, em nghĩ thế này, giống như là ở nhà có cái gì mà làm nhẹ nhẹ, em chị cứ để cho em ấy nó làm chị. Ừ. Cho nó tỉnh là. Mẹ đang làm gì ạ? Mẹ đang làm gì? Mẹ đang chặt thịt. Không biết mẹ đang chặt thịt. Biết giặt đồ không? Biết giặt đồ không? Biết giặt đồ được không? Giặt đồ á? Được không? Tin nói không? Lát dạ anh coi thử được không? Tội nghiệp không? Bệnh gì đâu. Mình nghĩ chắc có lẽ là do em gái này bị sốc tâm lý từ người chồng. Không biết trong cái khoảng thời gian trước đó nó có một cái biến cố gì đó hay là một cái áp lực không chịu nổi. Bây giờ mình thử người nó cứ lửng vậy đó. Này là heo quay này chị mua người ta làm sẵn hả chị? Ừ. Tại vì hôm qua này nó thấy nó thèm á. Ừ. Nó mới mua cho nó ăn nè. Đi gai trước ngồi không? Gai trước ngồi cho mát ha. Xuống dưới sân nè ha. Xuống dưới sân ngồi không? Hả? Đi xuống dưới không? Xuống dưới đây nè cho nó mát ha. Đi ra ngoài để cho thoải mái ha. Ủa chị có khi nào mấy mà nó lên cơn nó chạy tùm lum không? Trước nó chạy mà giờ nó hết rồi, làm nó hết rồi, gỡ nó hết rồi. Vậy em kêu đi xuống dưới được không chị? Được. Xuống dưới đây nè cho nó thoáng đi. Ha, xuống đây ha. Xuống dưới sân đây, xuống dưới sân mình lấy ghế mình ngồi ha. Xuống dưới đây, mẹ cắt đập chút mấy cơm cho. Nói chung là bệnh là lạ quá, đi chuẩn nha. Dùm dùm nha. Xuống đây không? Ra đây mát nè không? Ngồi cửa đi. Ngồi cửa nè. Ừ. Ngồi cửa đi. Không. Ngồi cửa đi, ngồi cửa đi. Này ngồi xuống đây đi. Ừ. Rồi ngồi xuống đây đúng rồi. Đó. Ngồi xuống. Rồi em để chân xuống. Đó, thoải mái không? Mấy chị mấy cô đây thấy có nào đi đâu lung tung không? Lâu chưa chị? Mà bây giờ đỡ ha, hồi xưa là chạy không hả? Chạy. Tôi quay đi hỏi chị, chứ. Chị làm sao? Chị làm sao với bé ạ? Bà. Bà hả? Bà kêu bằng bà hả? Ừ, hai ta hay. Trời ơi. Vô đây kể xíu được không? Vô đây kể xíu nè. Bà còn trẻ gì vậy? Nhớ không? Có nhớ mấy bà ngoài này không? Nhớ bà, nhớ bà cô đó không? Bà Mư. Bà Mư á, nhớ bà Mư không? Nhớ. Bà gì? Bà Mư. Em ăn tối nay cho nó. Nó xong. Vậy là giống như là lúc trước là bệnh nặng á là hay chạy lung tung lắm ha. Trời ơi trời. Còn giờ tay căng tôi quay điện thoại dưới kìa. Có quay lại luôn ha. Chút tôi lên cho coi. Mà bây giờ đỡ rồi ha. Lắm rồi. Nào nó biết chứ là nó không biết luôn. Theo em nghĩ giống như là chắc nó bị sốc tâm lý hồi xưa. Đi vô rồi. Vô rồi buông rồi.
Rồi chị. À, thấy đông quá sợ. Thôi em mấy ngồi đi, ngồi xuống đi đi em. Ơi tình yêu bọn con, dù cắn đâu mà. Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Đây ngồi đây nè. Tình yêu bọn con, cắn không động á. Cắn đâu còn cắn. Cắn không động á. Mày ngồi xuống đi con. Đi. Không chắc sợ rồi. Không sao đâu con. Không sao đâu, ngồi đây nè. Mẹ nó có làm gì con. Đâu sao đâu, ngồi xuống đi. Mẹ nó có làm gì con, chân con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi, bình tĩnh ha, không có gì hết nè. Ngồi đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Đó. Bây giờ nó sợ. Đúng rồi. Con ngồi đây đi, có mẹ đây nè, có mẹ đây nè, không có sao con. Đói bụng chưa? Em đói bụng chưa? Đói bụng chưa, ăn cơm cho con ăn. Hả? Ăn cơm ha. Tội nghiệp quá, không biết chưa. Nó tới 45 ký rồi đó. Ừ, cơm này là nấu ra cả nhà là chưa mình ăn luôn hả chị? Dạ. 45 kg à. Chị ở đây em thấy cái bình rượu thuốc này chắc của anh Ngâm hả? Ừ. Ngâm rượu thuốc ở trên tên anh đó, nhà chồng gửi xuống. À. Bệnh nhất á. Nhất mỏi đó ha. Nhất mỏi uống cho nó hết nhất á. Rồi ổng làm thuốc cho người ta, rót cho người ta làm thuốc cho người ta nữa. Thôi em gái nè, ăn được nhiều không chị? Ăn bữa mỗi lần nó ăn một hơn một tô này, có rau rác này kia nó ăn hơn tô. Dạ. Heo quay hả? Dạ. Bữa nay ăn với thịt heo quay. Tức là mỗi bữa ăn như vậy là chị phải đút chứ không thể tự múc ăn được. Không múc ăn nó tại vì nó không có chịu múc ăn. Dạ. Với lại nó múc ăn gung gung nó múc ăn không được. Ngộ không ta? Nó không ăn. Nó không chịu ăn luôn. Tại vì mình múc nó mới chịu ăn, còn múc nó không ăn. Nước dữ thần ha, nước ăn trà đường nữa. Có nước cho nó uống. Không có nước nàng không vô. Thấy thấy con đút vậy nè, con nó rồi mum 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 mấy bữa trước á, nó không biết á, đút cho nó ăn cái con nó rồi ăn cái nó không cho. Giờ nó biết. Ăn đi, ăn đi. Mẹ của con mà, có sao ăn cho mấy anh coi nè. Giỏi đi con, giỏi mẹ thương, giỏi. Ăn giỏi hả miệng ra con. Đừng có sợ vậy chứ, ăn mạnh dạn lên coi. Ăn con mới khỏi hết bệnh, đừng lo tiếp con, tiếp mẹ đồ. Chứ mẹ lo mấy em rồi, lo cho con nữa, lo con nữa. Đi ăn giỏi đi con, giỏi đi. Hả miệng ra. Ăn giỏi có đi nào con. Có em đây đông quá mắc cỡ không ăn không? Nó sợ. Sợ ha. Chứ không phải là nó sợ. Ăn đi con. Tội nghiệp quá, hai mươi mấy tuổi mình giống như đứa trẻ 3 tuổi. Đi con, giỏi đi con, mẹ thương. Ăn giỏi đi, giỏi mẹ thương. Sáng giờ nó hỏi ba nó chứ mẹ đâu rồi? Mẹ bán cá sao mà lâu về dữ rồi? Mẹ đi ra ngoài mày đút cái ai mà lâu về dữ rồi? Trời ơi. Nó hỏi ổng nói chút mẹ mày về, mày bị bú hay gì, mày tới giờ mày đòi về, mẹ mày về. Lo cho con mày ăn ngoái á. Nè, cầm đi con. Ăn đi. Sao vậy? Con sao vậy? Hả? Con nói cho mẹ nghe đi. Con sao? Con nói mẹ nghe coi. Hả? Miệng ăn, mày đút con. Mày đút cho con. Sao? Hai con tự múc. Bữa nay con tự múc được không? Ừ, tự múc thử đây. Cho con tự múc cho mấy anh coi giỏi đi mẹ thương. Ừ. Nè, tay ra bưng cơm ăn. Tao múc cơm ăn coi. Được, em tự múc em ăn thử coi. Múc ăn đi. Ăn đi, múc giỏi ăn lên. Coi coi. Ừ, giỏi lên mẹ mới thương được. Đi, giỏi đi con. Múc con ăn thử cho mẹ coi coi. Ăn cho mấy anh coi đi. Ừ, bữa nay múc được. Bữa nay ăn được rồi. Chứ mỗi bữa là chị đút không ha? Mình đút không à. Sáng này cũng mình đút đó. Ăn mới hết tô đó. Chị không có nấu canh rau gì thêm hả chị? Sáng giờ nhất quá em không có nấu được. Nhất quá mới bớt nhất rồi đi xuống mừng mấy con cá đó. Dạ. Nấu nồi thuốc nam với uống. Nấu nồi thuốc nam đặng có uống á. Bọc rau cải đông gọt để sống trong tủ rồi để nấu canh cho nó mà chưa có nấu. Chưa có quở không nấu. Bớt nhất mới có nấu canh, chiều mới nấu canh cho nó ăn. Giờ mua heo quay đỡ cho nó ăn đỡ. Ừ, sao vậy nói... con ăn đi. Sao ạ? Uống nước không? Không đói bụng hay với em?
chưa chắc vô đói quá chị. Mới nãy nó đói, nó đói quá chị Hai, nó bụng quá mẹ ơi, chị Hai nó, chị Hai đói. Mà là chị có em đây với mọi người đông quá bé nó sợ. Sợ không dám ăn. Sợ quá với lại sợ quá không dám ăn. Con ăn đi. Mấy anh thương chứ mấy anh đâu có làm gì đâu. Anh thương. Anh giỏi rồi. Nè, mấy anh thương. Mấy anh nói chuyện con thôi à, mấy anh đâu có làm gì con đâu. Ăn đi con. Giỏi rồi mấy thương. Giỏi không? Ăn giỏi đi. Tấm niệm niệm á, tấm hôm á, mấy bạn nó xuống thấy nó nằm chiếc chiếu á, tại nó đái đó, rồi em mới trải cái tấm niệm á, cái tấm ga đó với cái chiếc chiếu. Mấy bạn thấy tội nghiệp quá. Tội niệm là mới mua hả chị? Nó mới mua, mấy thằng bạn nó xuống hôm kia mà thằng em nó đưa tiền cho thằng em nó mua. À là mới mua mới xài được bữa nay nè. Mới ngủ được đêm hôm đó, nó ngủ á, chứ vợ chồng em ngủ chiếu. Dạ. À, tối hai vợ chồng, hai ông bà với mấy đứa con gom hết vô đây luôn hả? Ừ, gom hết nằm đây nè, trong này nè. Rồi em gái này ở trong đây. Nó nằm, hai mẹ con nằm đây. Ờ, em bé tối nó có uống sữa không chị? Em bé có, nó uống sữa chung với mẹ nó đó. À, sữa hộp á hả? Ờ, sữa bịch á, sữa hộp của mẹ nó. À. Ở trong thùng á. Đâu để dịch rồi thử nó coi. Ở trong thùng đó đó. Sữa này cái gì? Ừ. Là tối là con nó uống sữa kia. Sữa kia ha. Sữa bịch á. Lợi nó rẻ tiền á. Ờ, sữa kia mắc tiền quá đâu có mua nổi đâu. Sữa này là mình mua hay sao chị? Mua thùng, một thùng 300 mấy á. Dạ, của chỗ của Vinamilk. Rồi mẹ cũng uống sữa luôn hả? Ừ, nó cũng uống sữa này nè. Mấy bạn nó xuống cái đó là sữa mấy bạn nó thăm năm kia á, cho nó. Dạ. Cho nó được 3 lốc á. Gắng ăn nhiều vô em, ăn mau khỏi bệnh, phụ mẹ rồi. Phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ rồi. Ừ. Ăn đi con. Đờ chưa? Bé là chính xác là sinh năm mấy chị? Thì nó sanh em cũng giờ em bệnh hoạn không có nhớ được. 23 tuổi ha? 23 tuổi chỉ nhớ nó năm nay. 23 tuổi là sinh năm 2000. Ừ. Năm nước lên rồi nước lên lũ á. Lũ, năm lũ cao phải không? Ừ. Mà chỉ là năm 2000 à? Lũ cao nước ra tràn cái đường mình nè. Dạ. Đường này mà ngập luôn mà. Ở trong đây bắt cây cầu đi ra ngoài. Đúng rồi, cái năm đó là lũ kinh khủng luôn á. Là sinh nó năm đó đó. Nè con, thịt nè, ăn miếng thịt luôn chưa? Con hai mấy năm lớn khôn rồi, giờ cái bệnh giờ trở lại y chang như một đứa trẻ. Nó thiệt, một tháng mấy nay nó quậy ha, là khóc không, thức trắng đêm với nó đâu có dám ngủ. Hai vợ chồng thức canh, ông ba dưỡng nó canh. Mi ơi mi, con gái tỉnh lại đi mi ơi mi. Mẹ mày canh giết mẹ mày gục ngã, mẹ mày bị tiểu đường. Nó bị nhức nữa rồi nó gục ngã rồi tính bỏ lại mấy đứa em mày ai nuôi? Bởi vậy? Ai nuôi tiếp tao? Tức là ban đêm mà canh sợ em My nó quậy phải không? Nó miệng ấy nó lấy dao á, nó lấy dao nó khứa tay nó đó. Trời, anh chình tay chân nó thẹo đến hẳn nào nè, nó lấy dao nó bằng, nó nói nó bằng cá, nó chặt tay chặt đầu nó đó. Chị bây giờ... Bởi vậy mới cột nó lại đó. Với lại nhà mình những cái gì mà kim loại mà ấy chị cất cho kỹ lại á. Không có dám để trước mặt của nó, để trước mặt lỡ nó lên rồi cái nó lấy dao nó chặt. Nó đâu có biết máu chảy, nó đâu biết đâu. Không kiểm soát được mà. Không, cái môi của nó chảy máu hết trơn, nó cắn môi chảy máu hết trơn, cắn lử. Nó đâu có uống nước được đâu, đổ vô cắn chặt cái lử lại không có chỗ uống nước nôi chứ. Dạ. Đi làm hai bữa nay, nó tỉnh được hai bữa nay nè. Nó mới đỡ. Ăn đi con. Ăn vô. Ăn vô mới no, mới có sức khỏe phụ con tiếp mẹ đâu. Chứ mẹ mày đuối quá, đuối mày nhức quá nhức rồi. Con ăn rồi con mạnh như con tiếp mẹ. Chứ không? Mẹ giờ vừa trọng trách nuôi cả gia đình, giờ thêm người con gái bệnh nữa. Ý trời giờ mà chị mà bệnh xuống không biết sao luôn á. Giờ đang uống thuốc, chiều nay lên chỉnh chích thuốc nữa. Chích bác sĩ hả chị? Đi là bác sĩ chích cho nó uống á. Cũng như là thuốc này họ làm khám ở bệnh viện ở Đồng Nai. Ừ. Rồi giờ mình mua theo cái to này. Ừ. Em nghĩ ở đây không có bán. Đúng rồi. Mấy cái thuốc này là chỉ có những bệnh viện lớn đúng chuyên khoa đó nó mới có thôi. Còn cái này là chân với dừa tư nè. Dạ, châu thần. Ông nói mua 100 gữ đó được chân cho nó uống hết hai lần rồi. Cái này như là tao bán lẻ là 10.000 bịch á. Này 100 gữ nè, ông mua qua bên chợ Đồng Tiến không chịch cứng bên đó. Cái này qua tiệm thuốc Bắc bán đầy chứ à. Anh đi mua 100 gữ đó. Dạ. Đi qua bệnh tiệm thuốc Bắc bên đó. Là của anh trai dưỡng hả? Ừ, ông đi mua về cho nó đó. Ông Trưng, ông nấu đó hôm qua, cả buổi hôm qua đó, cho nó uống nguyên vừa ngày hôm qua. Dạ. Bữa nằm uống cái này nữa, nó cái thuốc này nữa nó mới ngủ. Còn mấy thuốc này không nó đâu có ngủ đâu.
Rồi lúc mới nó uống nó ngủ nha. Cái này nó uống không có ngủ, thức chứ ảo giác chạy vô buồng hoài. Dạ. Nó la làng, sợ chạy vô buồng. Lúc nãy như mới nãy vậy, nó sợ chạy vô buồng. Dạ thôi gái này chị, bây giờ tại bữa nay đi không có mấy anh, nếu như có mấy anh theo để đến chuyến sau tụi em ghé có sẽ gắng hỗ trợ cho chị. Dạ. Với để em đăng cái clip này lên nè, để coi có ai mà giúp đỡ á, thì em để mà giúp cho gia đình đi, cho con bé này nó phải đi trị bệnh trước cái đã. Dạ. Đó, cái trước mắt thì bây giờ chị coi chị sắp xếp chị gia đình đi, rồi bữa nào mà đi khám bệnh viện tỉnh mình á, có gì đi thì em hỗ trợ xe cộ cho em chở cho đi. Chứ mà giờ nó đi xe ấy đâu thì không có đi đâu. Dạ. Không có chịu đi. Giờ dạ, chắc anh chưa về đâu hả? Không, anh chưa về đâu. Dạ. Tới 1 hay giờ khi không có cá rồi, tới 1 hay giờ mới về. Dạ. Thôi, nay anh ghé em bữa khác lại thăm em nha. Nè. Biết tên nãy giờ biết tên anh chưa? Biết chưa? Biết tên chưa? Dạ rồi. Tên gì? Tên gì? Tên Tân. Nãy giờ cái nói tên rồi sao biết tên. Tên gì nói lại coi. Con tên Tân. Tâm. Tâm. Tên Tâm. Nhớ rồi không? Tâm Rồm. Tên Tâm Rồm. Lần sau ghé nhớ, hỏi nha, nhớ nha. Chào anh đàng hoàng nha. Gán lên đi, gán ăn uống nhiều vô mà. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh coi. Phải nói coi con cảm ơn. Gán anh đúng mà hết bệnh rồi, mốt giờ phụ mẹ nữa, nhìn cũng đẹp gái mà chứ đâu. Đi con. Không, bé là xinh gái không chị? Nhưng mà kiểu hồng nhan bạc phận á. Ông làm đủ nghiệp, không ảnh đủ nghiệp lắm được. Nói chung hồi xưa đi làm về có gửi tiền về cho gia đình không? Có gửi gì hết. Tại con nó gửi đây, nó phải gửi tiền về nuôi con nó. Mình không cần nuôi mình bởi còn vậy. Tay còn chân mà nuôi được, mình lo thân mình được. Bây giờ vừa làm mẹ, vừa làm bà ngoại. Còn phải lo cho con nữa. Thôi gắn lên cho chị. Để chuyến sau thì em kêu mấy anh lên đây có gì hỗ trợ cho chị thêm. Thôi từ giờ mấy anh về nha. Cảm ơn mấy anh đi con. Con cảm ơn mấy anh nha. Nói em cảm ơn mấy anh. Nói coi. Nói đi con. Em cảm ơn mấy anh Tâm. Cảm ơn mấy anh. Anh Tâm Gồm. Cảm ơn anh Tâm Gồm. Với anh gì nữa đó. Sao không thấy cái cười chứ hả chị? Thích cười quá hả? Bây giờ nó không cười, hồi trước nó hoạt bát lắm, nó cười vui vẻ suốt ngày. Hỏi bà Mừng nó biết liền. Dạ. Nó hồi dịch bệnh nó hù bà Mừng nó hoài luôn á. Ở qua dịch bệnh hai đứa chích đứa mũi vaccine. Dưới nhóm gái dịch bệnh á, không có thuốc ngừa, dưới nhóm gái đó. Mà chồng nó làm biến dữ lắm. Số ngày bắt con nhỏ này mà nuôi, con nhỏ bằng công ty bên Đồng Tiến An Long đó. Ở dưới huyện á, người ta thấy người ta tội nghiệp. Người ta mới thấy vậy, người ta cho nó được 1 chục ký gạo, thùng mì, chai dầu ăn, ký lô đường, với 1 bịch bột ngọt. Chuyên môn là qua nhà mẹ lấy đưa cho ăn không á, xúc gạo bên đây đưa cho nấu. Mình khổ. Lúc trước là chồng có về đây sống lần nào không chị? Có, ở bên nhà bên đó đó. Là ở khoảng thời gian nào chị? Ở đâu cũng có năm chờ luôn. Là cái hồi năm nào à? Năm dịch bệnh á. À năm dịch bệnh có nghĩa là không đi làm được á. Không có đi làm đó. Rồi về đây là chung sống một thời gian. Ừ, chung sống một thời gian rồi nó qua bên đó ở với bên đó xin ngoại ở đó, hai chồng nó xin đây chặt chội quá. Mưa cái nó dột hết trơn á. Nó thấy dột cái xin bên đó ở đậu bên đó đó. Dạ. Rồi cái tới dịch bệnh tới á, hai chồng dính dịch bệnh là đâu có về trên Tây Ninh. Cái ở bên đó mà chồng nó không tiếp được một đội cỏ cho bò ăn. Tại gì trời? Đang nuôi bò của ông ngoại nó đó, bà ông ngoại nhờ. Ông đang nuôi cắt cỏ bò của ông ngoại nó cho bò ông ngoại ăn. Ừ. Rồi mà nó không hề cắt tiếp. Ừ. Ông đi về Tây Ninh á, ông đi về mẹ ông bệnh đó, về thăm bà ngoại bệnh, bà nội bệnh á. Cái ông đi về Tây Ninh. Mình đi ra cồn cắt cỏ chứ nó không hề nó tiếp á. Chồng nó không hề tiếp luôn. Thấy mình cắt cỏ với nó trơ vậy. Ngó vậy đâu có tiếp bệnh luôn. Tới giờ là cũng không hỏi thăm hỏi han gì, không có điện luôn từ cấp hai đứa chia tay tới giờ không điện hỏi thăm gì hết trơn. Dạ. Chị về nói lại với anh đây, bữa nào mà có đi ra bệnh viện tỉnh mình vô bệnh viện tâm thần khám á, có gì nói em hỗ trợ em chở cho đi ra ngoài. Dạ. Dạ. Rồi để em đăng cái clip này lên để coi có bà con nào giúp đỡ cho mình á, em cố gắng đến để hỗ trợ cho gia đình hả chị. Dạ giờ mình cũng biết nhờ mấy anh giúp đỡ giùm chứ ngoài ra không có còn biết cái gì nữa giờ. Dạ. Nghĩ lo cho con tới nước nào hay tới nước nấy. Bây giờ mình có cơm có cháo ăn cháo. Dạ. Bây giờ không biết làm sao giờ nữa, tại vì mình hết khả năng lo rồi,
mình bán có bữa có bữa bán được, có bữa bán không có cáo lấy gì bán. Có bữa ông mệt, ông đâu có đi xiệt nổi đâu. Cắt cỏ bò về bệnh rồi mệt, đâu có đi cắt ngõ nổi đâu. Rồi ở nhà chăm con này, một tháng rưỡi nay chăm con nhỏ này không? Đâu có đi mới đi xiệt hôm qua với ngày nay. Dạ. Hôm qua với hôm kia chứ. Ừ, hôm qua với hôm kia. Thường anh đi là gần đây không chị? Đi tuốt ở trong đường nước thối ở trong đi xiệt mấy cái đồng xài của người ta nè. Dạ. Mấy cái vuông rồi đó. Rồi chứ ông nói xiệt được. Đi từ dưới này đảo lên xịt hết mấy cái vuông đó. Rồi mới về. Mình đi này cũng cả chục người đi, hai ba chục người đi, chứ không phải mình nên mình khi có và khi không. Dạ. Thôi giờ cũng xin phép chị em về đi, bữa nào em ghé lại gia đình. Dạ, à, rồi chị cứ coi là bữa nào đi khám bệnh nói dạ. Em nha.